Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình Vì Trẻ Em thứ năm ngày 9 tháng 7 năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, theo dòng chảy của thời gian, nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc đang dần bị mai một. Tại huyện Xín Mần, vùng đất có nguồn văn hóa phi vật thể phong phú, công tác bảo tồn và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống đang được đặc biệt quan tâm. Theo đó, đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Xín Mần giai đoạn 2013-2020 thực hiện trong trường học được đánh giá là hoạt động có hiệu quả. Sau một năm thực hiện, đề án không chỉ tạo ra sân chơi bổ ích cho học sinh mà còn đóng góp tích cực vào việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. Xín Mần, mảnh đất nằm ở tận cùng phía tây của tỉnh Hà Giang, nơi sinh sống của 18 đồng bào dân tộc thiểu số như Nùng, Tày, Dao, Mông, La Chí và Phù Lá. Mỗi dân tộc đều có nền văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc như những làn điệu dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, lễ hội và tín ngưỡng tâm linh, tạo thành bức tranh văn hóa đa dạng, muôn màu. Vì vậy, theo dòng chảy của thời gian, cùng với xu thế hội nhập, nhiều nét văn hóa đang dần bị mai một, pha trộn, mất đi bản sắc nguyên sơ. Để gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, năm 2013, huyện Xín Mần đã ra nghị quyết chuyên đề và xây dựng đề án bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Xín Mần giai đoạn 2013-2020. Các cấp ủy chính quyền địa phương của các xã thị trấn cũng như nhà trường đã vào cuộc trong quá trình tổ chức ấy thì đã mời các nghệ nhân dân gian về truyền dạy, về lý thuyết và truyền dạy về các trò chơi dân gian, văn nghệ dân gian của năm dân tộc trên địa bàn huyện Xín Mần. Trên cơ sở tìm hiểu, thống kê, phân loại các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc trên địa bàn, huyện Xín Mần đã lựa chọn thí điểm giáo dục văn hóa truyền thống, văn nghệ, trò chơi dân gian của 6 dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, La Chí và Phù Lá tại 9 trường học trên địa bàn. Các trường được lựa chọn thực hiện thí điểm đã thường xuyên tổ chức các buổi học ngoại khóa hàng tuần. Về phía ngành thì chúng tôi cũng thấy được là cái đề án đưa văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc vào trong trường học thì cũng có những cái ý nghĩa, mang lại những cái thuận lợi cũng như là cái bổ ích cho đối với học sinh. Một trong những tiết mục gây ấn tượng với chúng tôi là điệu múa trống của các em trường trung học cơ sở Bản Díu. Điệu múa trống này là một trong những điệu múa được thể hiện trong lễ hội Khu Củ Tê, một lễ hội truyền thống cầu may mắn của người dân tộc La Chí. Được chỉ dẫn của các nghệ nhân, giờ đây các em học sinh đã thể hiện nhuần nhuyễn từng động tác nhún nhảy theo nhịp trống vang lên. Và còn nhiều những lớp học khác như hát cọi của người Tày, múa ngựa giấy của người Nùng. Sau thời gian học tập, nhiều nhóm học sinh đã có thể trình diễn thuần thục các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc mình. Qua lời chuyện dạy của các nghệ nhân, em đã biết thêm được những nét văn hóa, các trò chơi dân gian của dân tộc mình về những cái mà em chưa biết. Em đã được tìm hiểu nhiều hơn và em đã biết đến nhiều hơn ạ. Mặc dù nguồn kinh phí hạn hẹp, chủ yếu dựa vào xã hội hóa, những nghệ nhân dân gian đến tận các trường học để truyền nghề. Thù lao chẳng đáng bao nhiêu, nhưng họ rất vui khi được tham gia đề án. Niềm vui của người đi trước nhìn thấy những giá trị tinh thần, tinh túy của dân tộc đang được thế hệ sau trân trọng và giữ gìn. Niềm vui của người được trao gửi, tin tưởng ở thế hệ mai sau sẽ kế tiếp xứng đáng truyền thống ông cha. Sau hơn một năm thực hiện, hầu hết học sinh ở các trường thí điểm đều đã có vốn kiến thức cơ bản về các nét văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của dân tộc mình. Không quản ngại nắng mưa, xa gần, những nghệ nhân tâm huyết vẫn miệt mài đến với các trường để uốn nắn từng động tác cho từng em học sinh vào buổi học ngoại khóa hàng tuần. Mình đã dạy những cái trò chơi, mình phải nói cho các em hiểu rằng là những ý nghĩa của trò chơi, ví dụ đánh yến là ngày Tết, ngày lễ là chúng ta thường thường là đánh yến, hát lướn thì cũng về ngày ngày hội hoặc là ngày ví dụ như lên nhà mới này hoặc là đám cưới thì cũng có tổ chức hát lướn. Sau hơn một năm thực hiện, các em học sinh đã có sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Từ đó, trong tâm hồn các em, tình yêu quê hương đất nước,
lòng tự hào và tinh thần đoàn kết dân tộc được hình thành, nuôi dưỡng, bồi đắp ngày một phong phú và sâu sắc hơn. Thưa quý vị, ngày nay có nhiều bậc cha mẹ vì muốn cải thiện tầm vóc của con nên đã bổ sung nhiều canxi cho trẻ để phát triển xương và chiều cao. Thế nhưng, sử dụng canxi cho trẻ như thế nào cho đúng và hiệu quả thì không phải ai cũng biết. Hôm nay, chuyên gia dinh dưỡng Lê Thị Hải đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia sẽ chia sẻ với quý vị phương pháp tốt nhất để bổ sung canxi cho trẻ đúng cách. Xin cảm ơn bác sĩ Hải đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, trên thực tế có nhiều phụ huynh thấy con mình thấp còi hơn các bạn cùng trang lứa thì mong muốn cải thiện tầm vóc cho con bằng cách bổ sung canxi. Vậy canxi có phải là yếu tố quyết định chiều cao của trẻ không ạ? Để phát triển chiều cao thì có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến, chứ không phải cứ chỉ một mình canxi là đã có thể bổ sung thật nhiều vào là đã có thể cho con cao được. Bởi vì tuy là canxi thì nó là cái thành phần rất là quan trọng của xương. 90% canxi trong cơ thể của chúng ta là tập trung ở xương. Thế nhưng mà xương thì còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa. Ngoài ra thì còn rất nhiều cái yếu tố khác, các cái vi chất dinh dưỡng khác giúp cho bé phát triển chiều cao. Đấy, ví dụ như là vitamin D thì có vitamin D thì mới hấp thu được canxi. Thế hay là khi canxi vào trong cơ thể rồi thì lại phải có vitamin K2 thì nó mới dẫn canxi được vào xương. Thế rồi ngoài canxi ra thì vitamin A, đặc biệt là sắt, kẽm, cái tình trạng thiếu kẽm hiện nay ở trẻ em cũng là một trong nguyên nhân gây thấp còi ở trẻ em rất là nhiều. Thế rồi trong cấu thành của xương thì còn rất nhiều các cái vitamin khoáng chất khác. Những cái sợi collagen ở trong xương để gắn các cái vi chất dinh dưỡng, các cái chất để tạo thành cái bè xương thì cũng là protein. Thế nhưng một cái chế độ ăn thiếu chất đạm, thiếu năng lượng thì em bé cũng không thể cao được. Thế rồi là cái giấc ngủ của cháu nữa, cái hormone tăng trưởng ấy, nó chỉ tiết ra vào cái lúc ban đêm, lúc mà bé đang ngủ say, tức là lúc khoảng tầm từ 11, 12 giờ đêm. Thế thì nhiều gia đình lại con lại cứ thức đến tận 1, 2 giờ sáng, thậm chí 12 giờ đêm, 1, 2 giờ sáng chưa ngủ chẳng hạn. Cái ăn ngủ nó không đều độ như vậy thì cũng không thể cao được. Thế cho nên là chúng ta muốn con phát triển chiều cao thì chúng ta phải kết hợp rất nhiều thứ. Bổ sung canxi là rất cần thiết nhưng mà cũng cần phải cẩn trọng và cần theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Những dấu hiệu nào giúp cha mẹ nhận biết rằng con đang thiếu canxi thưa bác sĩ? Nên là khi mà thiếu canxi thì em bé của chúng ta thường có cái biểu hiện rối loạn thần kinh thực vật. Rối loạn thần kinh thực vật đây tức là cháu nó tăng cường cái thần kinh giao cảm, cho nên chúng ta thấy là biểu hiện của các cháu là đó là cái dấu hiệu của những cái bệnh ở cháu còn nhỏ, chúng ta gọi là dấu hiệu còi xương ấy, tức là thường là cháu ngủ không ngon giấc, nó trong tình trạng kích thích vật vã, đêm ngủ là cứ lăn lộn bên nọ lăn bên kia. Thế rồi do tăng cái thần kinh giao cảm, hệ thần kinh giao cảm thì nó lại điều hành cái các cái tuyến trong cơ thể, trong đó có cái tuyến mồ hôi, cho nên là nó làm tăng cường cái tuyến mồ hôi hoạt động nhiều hơn, cho nên là bé ra rất là nhiều mồ hôi. Tức là những lúc mà kể cả lúc ngủ, mà kể cả có khi có những bố mẹ nói là cháu nằm điều hòa, trời mát nhưng mà mồ hôi cháu vẫn cứ ra đầm đìa ở trên đầu. Đấy là cái dấu hiệu hay gặp nhất. Thế rồi trẻ luôn trong cái tình trạng cáu gắt, khó chịu, trằn trọc, khó ngủ. Đã những cái cháu nó đã đến 3-4 tuổi chẳng hạn thì khi mà thiếu canxi thì nó bị đau xương. Đau xương ví dụ như đêm đến ngủ đấy, ví dụ đang đi là tự nhiên cháu và cháu mỏi chân, cháu không đi được, hay là nhất là về đêm đêm là cháu đau xương và cháu cứ bắt ông bà bố mẹ là cứ phải bóp chân bóp xương cho cháu. Thế rồi là cũng có những trường hợp là canxi không những thế nó còn tham gia vào cái vấn đề co cơ nữa, nó làm tăng cái cơ, kiểu như là co thắt các cái cơ trơn của đường ruột, cho nên rất là nhiều cháu bé có khi có những cái biểu hiện thiếu canxi nhưng lại biểu hiện vào đau bụng không rõ nguyên nhân, có khi là đau lên xong cháu kêu đau như xong đấy, có khi là bố mẹ cho cháu đến bệnh viện siêu âm chụp chiếu rồi làm tất cả các xét nghiệm chẳng tìm ra nguyên nhân gì cả, một lúc đi nó lại khỏi. Trên thị trường hiện bày bán rất nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng bổ sung canxi cho trẻ, bác sĩ có lời khuyên gì với các bậc phụ huynh khi quyết định lựa chọn sản phẩm bổ sung canxi cho con ạ? Trên thị trường thì ví dụ như là có canxi, ví dụ như là dạng muối canxi carbonate này, canxi gluconate này. Đấy, thế thì trong những cái muối canxi như vậy thì nếu như lựa chọn cho các bé thì các mẹ nên chọn cái canxi dưới dạng muối gluconate thì nó dễ hấp thu hơn. Thứ hai nữa là cái dạng uống thì dạng thuốc thì cũng có rất nhiều loại, có loại thì dạng siro, có dạng thì dạng ống nước, có dạng thì dạng viên nang, vân vân, rồi có lại dạng viên cứng, viên dập nén. Thế thì nó tùy theo từng cái lứa tuổi của bé mà bà mẹ phải bổ sung cho nó phù hợp. Ví dụ như cháu nó còn nhỏ thì chúng ta chỉ cần dùng được dạng nước hoặc dạng cốm thôi. Thế còn thì cháu lớn hơn thì chúng ta có thể dùng viên nang hoặc là chúng ta có thể dùng dạng viên. Và cái hàm lượng bổ sung thì nó cũng tùy theo được độ tuổi của trẻ, cho nên tôi nghĩ tốt nhất thì trước khi mà đi bổ sung cho bé thì các bà mẹ cũng nên tư vấn bác sĩ. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chỉ dẫn vừa rồi ạ.
trong nhà có 5 người, thì hai đứa trẻ đang ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Một phụ nữ ngoài 50 tuổi đang mắc bệnh suy thận độ 3. Một chàng trai khuyết tật không có khả năng lao động. Tất cả đang sống dựa vào một chàng trai 20 tuổi là con thứ hai trong nhà. Để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của họ, mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Bạch Thị Phương 9 tuổi và Bạch Thị Hà 14 tuổi là hai chị em trong một gia đình có 4 anh em mồ côi cha ở xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Vì hoàn cảnh khó khăn nên hai anh trai của các em đã phải nghỉ học sớm để đỡ đần mẹ. Tuy nhiên, trong một lần đi chở hàng thuê, anh trai lớn là Bạch Văn Phong bị tai nạn liệt hai chân, không có sức lao động. Tai ương tiếp tục đến với gia đình các em khi cuối năm 2013, cô Bạch Thị Xít, mẹ của các em phát hiện bệnh suy thận độ 3. Khi em biết mẹ em bị ốm, em thấy rất là buồn, em sợ. Em và Phương sẽ không được đi học nữa. Từ khi cô Xít bị bệnh, hoàn cảnh của năm mẹ con càng trở nên cùng cực. Cô phải vay nợ khắp nơi để chữa bệnh. Hiện nay, gia đình cô mắc nợ gần 50 triệu đồng. Dù bệnh tật, nhưng cô Xít vẫn cố nhận thêm một số hàng thủ công mỹ nghệ về để làm. Cứ có thời gian rảnh là Hà và Phương lại kết vòng, móc len cùng mẹ và anh trai để tăng thêm thu nhập. Thế nhưng, công việc này rất thất thường. Tiền trả nợ, tiền thuốc thang cho mẹ và anh trai, sinh hoạt của gia đình, tiền học của Hà và Phương trông chờ cả vào đồng lương công nhân may của người anh thứ hai là Bạch Văn Lâm. Hoàn cảnh thì nhà cô ấy thì vất vả lắm. Anh em làng xóm láng giềng thì chỉ có là mỗi người cứ ai có cái gì thì cho cái đấy. Ai có rau thì cho rau, ai có cái gì thì cho. Thì nhà nó ít nhiều nó cũng xin. Hoàn cảnh của gia đình cô Xít khiến nhiều người trong làng ngoài xã đều ái ngại. Thương nhất là Hà và Phương có thể phải bỏ dở việc học hành. Ai nấy đều hy vọng những tấm lòng hảo tâm có thể giúp đỡ được cho gia đình cô phần nào. Quý vị muốn chia sẻ với hoàn cảnh của mẹ con cô Bạch Thị Xít, vui lòng liên hệ với Ban biên tập truyền hình Vì Trẻ Em, 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, số điện thoại 080-48-197. Chương trình của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.